Rồi, thân ái mến chào quý anh em bà con cô bác nha. Anh em hôm nay vừa hoàn thành xong cái bộ sinh hàn gió cho con máy Isuzu 93. Còn Trung Quốc hay Nhật gì đó cái đây không cạnh ha, không biết ha. Tại khách đặt thì không có quan tâm tới chuyện Trung Quốc hay Nhật. Này gửi về bên cho anh Thuận ở Vĩnh Long. Độ vô Chicano. Đây là sinh hàn gió. Isuzu 93. Xịn sò luôn nha bà con. Này thì ống nạp vô bên nào cũng được. Nói chung một bên là ống 49 á. Còn này thì ống nước 27. Hơi ồn đó. Bà con thông cảm, ở đây dùng sông nước chạy ồn quá. Này mới vừa hoàn thành xong luôn. Này là ống 27 nha con. Còn ống trên này ống xin lỗi nha, ống này ống 49. Bên kia cũng 49 luôn, còn này là ống 27. Đường nước dưới đây. Đó, khi mà lên thì nước ở dưới này nha, lên này nó sẽ ra chỗ này và giải nhiệt từ bên nào cũng được. Ví dụ như bên này vào đi, turbo nạp dầu nó sẽ đi qua các dàn ống hơi á, ống nước chứ lộn, ống nước rồi nó sẽ ra đây thì nó mát hơn cái không khí ban đầu. Thì em nghĩ chắc cũng 3-4% chứ không nhiều nha bà con, nhiều như 10 phần thì 30-40% thôi, 100% thì nó khoảng 30-40%. Còn nhiều nữa thì em nghĩ chứ không có đâu. Có người ta nói có giảm tuyệt đối là nó dốc đó nha. Này mới vừa làm xong luôn, đánh bóng nó bị dơ bà con. Để sàn bị hơi bị dơ. Cái này lau ra rất là bóng. Bà con nhớ kỹ nha. Này sinh hàn gió này nó giải nhiệt cho khoảng từ 30-40% thôi. Còn tuyệt đối thì không có đâu. Có nó còn phụ thuộc vào bô luộc. Sinh hàn nhớt nữa, nó phụ thuộc nhiều thứ lắm chứ không phải là do thằng sinh hàn gió này quyết định, không có nha, nó chỉ là vài phần trăm thôi. Rồi, sinh hàn gió Isuzu 93, bên em thì nhiều mẫu mã giá cả nó khác nhau hết nha bà con. Mẫu này thì bình này em đặt giá là 3 triệu. Bà con cô bác nào nhu cầu sử dụng cao lưu liên hệ em, hay giá cả thì khác nhau nhiều, giá nhiều dày mỏng nha bà con chứ không phải là giá một nha. Rồi, xin cảm ơn quý bà con cô bác đã tin tưởng và ủng hộ kênh bên em suốt thời gian qua. Bà con nhớ nhắn cho em xin một like đăng ký để có những cái video tiếp theo, bà con kịp thời để có những cái clip mà để mình tham khảo á, những đồ chơi mới. Rồi, xin bà cảm ơn bà con rất nhiều ạ.